Này cái thằng ôn kia, có gì thì mày nói luôn đi. Mày có biết thời gian của anh Dương tao là vàng không? Nhì nhằng mãi thế à? Vâng. Em nói ngay ạ. Nhưng mà em nói xong các anh phải giúp em nhé. Mày nói cho cẩn thận, tao bẻ bớt cái răng vỏ của mày bây giờ. Vâng. Em xin lỗi ạ. Nhưng mà hai anh mà không giúp em là em chết chắc ạ. Có gì vào thẳng vấn đề luôn đi. Dạ. Anh biết tập đoàn ABA chưa ạ? Mày đừng có nói với tao là mày dây dưa gì với tập đoàn đấy nhá. Dạ, em đang khổ vì điều đấy đây ạ. Cả tháng nay em tìm mấy chỗ rồi, nhưng mà người ta cứ nghe đến tập đoàn ABA là đều không chịu giúp ạ. Mày đúng là đủ con lợn, như một con lợn ấy. Mày có biết tập đoàn ABA là như thế nào không? Muốn đụng vào là đụng được à? Hút về. Dạ anh Dương, tiền tích cóp cả đời của bố mẹ em không thể nào mất trắng như vậy được. Em xin anh đấy ạ. Mày càng nói càng mơ hồ. Chẳng nhẽ tập đoàn ABA lớn như thế lại phải đi vay nợ một thằng tôm tép như mày. Dạ vâng, anh nói đúng rồi đấy ạ. Anh mà không giúp em không biết nhờ ai nữa. Có gì mày cứ bình tĩnh kể lại tao xem nào. Chưa gì đã nhặng hết cả lên. Từ nãy đến giờ tao chả hiểu gì cả. Vào đi. Em gái, chị lại đến đây làm gì? Thì chị rảnh nên chị đến đây thăm mày, muốn tâm sự với mày. Chị đến tâm sự với em á? Chuyện khó tin thế này ai mà tin nổi. Chị nói đi, chị đã gây họa gì rồi đúng không? Ấy, nói gì thế? Dù sao thì chị với mày vẫn là chị em ruột với nhau mà. Được rồi, em đang bận, chị đi về đi, khi khác nói chuyện. Sao vậy? Hay chị muốn đến tập đoàn mình làm thì để em thu xếp? Không phải. Thế cuối cùng là có chuyện gì? Hương ơi, nhất định phải cứu chị. Nếu không, chúng con em chị bảo động gái mất. Hóa ra là tôi đoán đúng à? Thế nhưng mà chuyện lần này chị tự giải quyết đi. Từng này tuổi rồi mà chị vẫn còn ăn chơi lêu lỏng à? Chị phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình đi chứ. Hương, chị hứa, chị thề, chị đảm bảo. Đây là lần cuối cùng rồi. Tôi đã từng tin mấy lời này của chị nên đã giúp chị không ít rồi. Nhưng mà lần này chị tự giải quyết đi, tôi không giúp được đâu. Nào, mày làm em ấy kiểu gì? Tuyệt tình thế. Nếu mà tôi tuyệt tình thì chị có 10 cái mạng cũng không còn để mà đứng chỗ này đâu. Mọi lần thì không nói, nhưng mà lần này là thằng Dương. Mày cũng không giúp chị, nó ném chị vào cái động gạch chắc luôn đấy. Sao thế, mày nói gì đi chứ? Chị không ra ngoài là tôi gọi bảo vệ đấy. Ô hay con này, mày là em gái tao đấy. Tài sản của bố mẹ chia cho chị cũng đủ để chị nhởn nhơ tiêu mấy đời không hết rồi đấy. Tại chị không biết quý trọng nó thì chị nên trách bản thân mình thì hơn. Mày được lắm. Đã thế từ bây giờ trở đi không có chị em gì nữa. Chị lại làm sao đấy? Thằng Dương nó đến tận đây nó đòi nợ chị. Mày không được nói chị ở đây đâu nhá. Ai cho các anh vào đây? Anh ơi, hình như nó không ở đây kìa. Ra ngoài ngay. Này con kia, mày quát ai đây hả? Đừng có tưởng mình làm chủ tịch mà to. Đối với bọn này á, không có nghĩa gì đâu. Này quen đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Chắc là không thiếu tiền đâu nhỉ? Liên quan gì ở đây? Cô em đừng có giả vờ giả vịt nữa. Cô em hiểu rõ chị mình hơn bọn anh mà, đúng không? Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả. Nhanh rời khỏi đây đi, nếu không tôi bảo công an đấy. Vay thì phải trả, đấy là quy luật rồi. Tiền của thiên hạ đâu phải dễ nuốt đâu, có mấy tỷ thôi mà. Đối với cô em, chắc đó không phải vấn đề quá lớn đâu, đúng không? Ra ngoài ngay. Mày! 3 ngày sau anh sẽ đến đây lấy tiền. Nếu mà cô em có dở trò gì thì đừng có trách anh lên độc ác. không bị chúng nó phát hiện. Đấy, mày thấy không? Chúng nó ghê gớm thế cơ mà. Rồi mà mày không giúp chị là chúng nó nĩnh chị vào động cái đấy. Chị đi về đi. Ôi kìa, mày phải giúp chị chứ. Chị mà cứ đứng đó lằng nhằng á, có tin tao bảo bọn họ quay lại không? Ấy, được rồi, tao về được chưa? Lại là hai anh à? Hôm nay là hạn cuối cùng rồi, cô em định thế nào? Nực cười thật đấy, tôi vay tiền của các anh à? Vâng, cô em không vay của bọn anh, nhưng mà chị gái của cô em vay. Vậy các anh tìm chị gái của tôi mà đòi, tìm tôi làm gì? Cẩn thận á, tôi báo công an đấy. Mẹ kiếp, mày làm tao điên lên rồi đấy, mày báo đi. Cô đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, vậy mà không có nổi mấy tỷ à? Ừ? Tiền tôi vất vả kiếm được, cho nên tôi cần phải dùng đúng chỗ. Anh muốn làm gì ạ? Lôi cổ của ta đến chỗ thằng Long, để cho cô ta tận mắt xem được. Vâng. Anh làm gì? Các anh thả tôi ra, nếu không tôi chắc anh ngồi tù đấy. Cuộc sống này vốn dĩ đã khó khăn rồi, nếu cô em tạo điều kiện cho nhà nước nuôi anh ấy thì càng tốt chứ sao, có phải không ạ? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Ê! Tôi đang có cuộc họp gấp, nếu như để lỡ các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Này, bớt hăm dọa đi, không tao lấy dao vẽ lên vẻ mặt xinh đẹp của mày vài đường bây giờ. Dạ anh Dương ạ, mời anh uống nước đã. Cô em nhìn thằng này đi, nó là nạn nhân của chị cô em đấy. Dạ. Thế này là sao à? Không hiểu à? Đây là em gái Hoàng Nhiên đấy, mày kể cho cô ta nghe đi. Tôi không quan tâm, tôi cũng không muốn nghe đâu. Các anh mau thả tôi ra đi. Chị em nhà cô đúng là không có ai ra gì cả. Chị cô khó khăn đến này nỉ, tôi thấy gia thế của nhà cô lớn như vậy sẽ đủ uy tín nên đã dốc hết tiền tiết kiệm để cho vay. Ai ngờ hết hạn cả năm trời vẫn không chịu trả. Tôi với chị ấy không liên quan gì đến nhau hết. Tốt nhất là từ nay các anh đừng tìm đến tôi nữa, nếu không tôi không nhịn đâu. Cô! Nói như vậy là nhất định cô không chịu trả tiền cho chị cô đúng không? Không nhá. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã. Nhưng mà con này nó láo anh. Ui. Làm gì mà hốt hoảng vậy cô em? Các anh là ai? Tôi nợ gì các anh à? Con nợ này có vẻ nợ nhiều quá nên bị ám ảnh à? Thế nhưng mà lần này em đoán sai rồi. Lần này đến tìm gặp em á là vì chuyện khác nha. Gì đấy? Một đứa không có não như em ấy thì tò mò làm gì? Đi theo bọn anh. Anh Dương, chẳng nhẽ anh định bất lực trước vụ này thật ạ? Thế ý mày định thế nào? Hay là anh cứ để em xử nó đi, cùng lắm là đi tù chứ gì ạ? Chưa đến mức phải như thế. Ý anh là gì ạ? Tao đã điều tra kỹ chúng nó rồi, và cũng đã có kế hoạch của mình rồi. Mày cứ đi theo tao là được. Vâng ạ. Này, định đi đâu? Tôi không có thời gian nói nhảm với hai người đâu, tránh ra. Anh! Anh định đi đâu vậy ạ? Quả không hổ danh là chủ tịch của một tập đoàn, rất đúng giờ. Các anh muốn gì? Mau thả chị ấy ra. Bình thường cũng thấy cô em vô tình máu lạnh, không ngờ nàng tình ngạc nghĩa hết nhỉ. Bớt nói nhảm đi. Các anh cần bao nhiêu tiền? Tiền á? Bọn anh không cần. Vậy các anh muốn gì? Bọn anh muốn gì á? Đơn giản thôi. Cái dự án của bên em với tập đoàn BJ ấy, bọn em rút lui đi. Hóa ra các anh là người của tập đoàn BJ à? Điều đấy không quan trọng. Quan trọng là ý em thế nào, có rút hay là không. Không được. Các anh ra điều kiện khác đi. Điều kiện khác á? Có. Anh sẽ có điều kiện khác cho em nhá. Các anh bình tĩnh đã. Chọn nhanh. Chị gái mày hoặc là hợp đồng. Được. Các anh thả chị tôi ra rồi nói chuyện. Mày tưởng bọn tao ngu à? Bao giờ dự án xong thì bọn tao mới thả. Còn trong thời gian này, để nuôi dưỡng chị gái mày á, thì chuyển vào tài khoản của tao vài tỷ. Nếu không đừng có trách. Và nhớ là đừng báo công an đấy. Không thì... Chúng mày làm gì mà to mồm thế? Sao mày lại ở đây? Con danh này nợ tiền của anh Dương tao, chúng mày biến đi. Nhưng mà nó là khách hàng của tao, chúng mày đừng động vào. Nhưng mà bọn tao thích động vào đấy, có được không? Thế thì bọn tao liều mạng chứ sao nữa. Cảm ơn anh nhá. May mà có anh, nếu không hai chị em tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi chỉ tiện tay dạy cho hai thằng đó một bài học thôi. Cô đừng để ý làm gì. Xưa nay tôi cứ nghĩ mấy người đòi nợ thuê như các anh đều không ra gì. Nhưng mà xem ra bây giờ tôi phải suy nghĩ lại rồi. Ở đâu chả vậy, đều có người tốt kẻ xấu. Cô đừng nên đánh đồng như vậy thì hơn. Anh yên tâm, tôi sẽ thay chị tôi trả nợ cho anh. Thực ra thì đây không phải là nợ của tôi. Tôi chỉ đòi hộ thôi. Thế nào cũng được, nhưng mà tôi sẽ trả. Hay quá rồi. Thế là từ bây giờ trở đi, chị không phải sống chôn chui chôn lủi nữa. Tôi cuộc họp gấp. Nếu mà có dịp, tôi sẽ mời anh đi ăn rồi cảm ơn sau nhá. Cô không cần khách sáo đâu. Em gái yêu đợi chị với. Mày còn lẩn vẩn ở đây làm gì? Không lượn đi. Anh ra tay mạnh quá. Thằng đại em nó còn ngất trên kia kìa. Nhưng mà anh thấy bọn em diễn đỉnh không? Đỉnh không? Được rồi, tối mấy anh em cứ ăn chơi thoải mái đi, tao lo. Dạ vâng ạ. Em hứa từ giờ bọn em sẽ đi theo anh ạ. Lượn đi. Anh Dương, anh đúng là cao thủ. Chỉ là hai đứa trẻ danh, vắt mũi chưa sạch, làm sao đủ tuổi để đối đầu với tao. À anh ơi, cái tập đoàn BJ khỉ gió gì ấy, nó có quan hệ gì với anh à? Tao cũng chỉ tình cờ nghe được thôi, chứ tao cũng chả biết chúng nó là ai cả. Anh đúng thật là cao thủ, bái phục anh đấy ạ.